Rồi, hello mọi người, trở lại với kênh Bonsai Dừa Hoàng Linh nha, nơi chia sẻ học hỏi kinh nghiệm trồng dừa bonsai và chăm sóc cây dừa bonsai Việt Nam nha. Thì hôm nay mình có đến thăm nhà của một thành viên, và một thành viên này là cũng rất là đặc biệt, là thành viên nữ độc quyền của câu lạc bộ Bonsai Dừa Kiên Giang mọi người. Chị làm rất là nhiều cây bonsai đẹp. Sau đây thì mình sẽ tiến vào nhà và quay một số tác phẩm bonsai của chị Liên trong nhóm bonsai dừa Kiên Giang cho mọi người xem giải trí nha. Đây mọi người, đây là cái chỗ trồng dừa của chị Liên. Đằng trước thì cũng có rất là nhiều dừa đang ôm nè. Đó, em tiến vào trong quay những cái tác phẩm đẹp cho mọi người xem. Đây, những tác phẩm chị Liên làm rất là nhiều mọi người, ôm nước, ôm chỉ canh ha, rất là đẹp ha. Đây mọi người, có những cái tác phẩm này đang ôm dáng trực nè, dáng quyền, dáng quyền mọi người. Đó, đây những cái tác phẩm rất là đẹp luôn mọi người. Đó, cây lâu năm gốc cao thân cao ha mọi người. Ở đây những tác phẩm của chị Liên đang trang trí nè, đó rất là đẹp ha mọi người. Hai trái banh lông. Đây là dừa xí mông đã thành phẩm, rất là đẹp ha, thân đỏ vàng. Đó, chị Liên cũng đang ôm rất là nhiều cái thoi trên đây. Trong đây là những cái tác phẩm tiểu cảnh của chị Liên ha. Cái tác phẩm này rất là đồ sộ mọi người, rất là đẹp. Đó, mọi người cùng xem ha. Đó, đây là một cây hai mộng. Đó, tiểu cảnh là có tôm ngộ không, bắt dế, xe tăng nè, xa tăng nè. Đó, bốc khói rất là đẹp luôn mọi người. Đây nè, đó tiểu cảnh, tiểu cảnh này tuyệt vời luôn mọi người ơi. Đó, còn bên đây là một cái tiểu cảnh. Tiểu cảnh này chị Liên trồng hoa mọi người, có cái bình trà. Ồ, quá đẹp, quá tuyệt, quá tuyệt luôn mọi người. Hai cái tác phẩm tiểu cảnh này rất là tuyệt. Cái tác phẩm bên đây thì chị Liên cũng có chuẩn bị gắn cây dừa vô luôn mọi người. Đó, rất là đẹp ha. Những cái tác phẩm dáng quyền này rất là đẹp mọi người, xiêm hồng, xiêm xanh ha. Đây không có nắng dở bẹt. Cái tiểu cảnh này thì mọi người đã thấy qua clip họp mặt anh em trong họp bonsai, chị Liên đã mang theo ha. Những trái mini, đây là những cây lâu năm gốc to mọi người, lá trẻ luôn ha. Đây, tiểu cảnh con rồng này. Đó, bên kia là một em trâu, bên kia là một em ngựa. Đây có một cây hai thân lá trẻ mọi người, gốc rất là to này. Đó, rễ rất là xum xê luôn. Đó, ngoài chơi cây kiếm, chị Liên còn chơi mấy em cá rất là xinh đó mọi người. Rồi, chào chị Liên, giao lưu mọi người ha. Đây là thành viên trong câu lạc bộ bonsai, thành viên nữ độc quyền của câu lạc bộ bonsai mọi người. Đó, để mình quay mấy em cá của chị Liên cho mọi người xem. Chơi dừa và chơi cá luôn nha mọi người. Đó, em cá rất là to nè. Cá này là cá này gọi là cá gì ông Nam? Kim long hả? Ngân long. Đó, cá rất là to mọi người. Bên đây còn một chậu cá nữa nè. Đó, cá rất là đẹp luôn ha. Đẹp chưa? Cá này như là mấy em cá dưới biển mọi người. Rồi thôi, clip của mình chia sẻ mọi người
đến thăm thành viên câu lạc bộ bonsai vườn Kiên Giang, mỹ nữ độc quyền của câu lạc bộ bonsai Kiên Giang mọi người. Thôi mình xin tạm dừng clip ở đây ha. Thôi clip của mình đến thăm thành viên trong câu lạc bộ bonsai vườn Kiên Giang, cũng là thành viên nữ độc quyền, mỹ nữ độc quyền của câu lạc bộ, đến đây cũng xin tạm dừng mọi người, muốn chia sẻ đến mọi người xem giải trí thôi. Rồi xin hẹn mọi người trong những clip về bonsai vườn lần sau nha. Chào tạm biệt mọi người nha.